Hello, xin chào cả nhà ha. Nên xin phép giới thiệu mọi em con Kenwood, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Con này là mã của nó là MDX-Z3. Con này nó chỉ hư CD, hư bằng đài, không biết cách dò ha. Này em tắt luôn, tắt luôn. Ủa lúc tắt luôn không ăn luôn rồi. Chiếu qua ghen chạy chạy chưa từ từ thì xin thôi chạy bấm lúc này thì nó qua FM là đại là 76 mà không có nhận lúc nào ra lớn nhỏ nữa, không có bật nó qua đại được. Midi đọc tốt ha, bằng hư stop hư CD hư ha. CD thì còn nguyên zin nguyên bản á, thằng cũng còn ok luôn. Rồi giờ em test áo yếm trước ha, áo yếm. Bán giá 450.000, chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm dây nguồn nha. Rồi quý khách nào có nhu cầu phải liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.